Kiếm hiệp, một nét đặc trưng trong văn hóa giải trí Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình hay thậm chí cả video game. Tuổi thơ của biết bao anh chị em ở đây chắc hẳn cũng sẽ nhiều người lớn lên với những Dương Quá, Coco hay Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân phải không nào? Rồi thì khi chúng ta lớn lên, ngành công nghiệp kiếm hiệp cũng lớn cùng chúng ta. Càng ngày có những bộ truyện kiếm hiệp mới ra đời, những bộ phim remake được làm đi làm lại với kịch bản sáng tạo cùng kỹ xảo đổi mới, chân thật hơn, chất lượng hơn, ngầu bá cháy hơn. Tuy nhiên, khác với sự lớn mạnh của kiếm hiệp trong các lĩnh vực khác, tại ngành công nghiệp game, dường như kiếm hiệp đã chững lại. Võ Lâm Truyền Kỳ một thời anh tạc thị trường game Việt Nam với bối cảnh kiếm hiệp độ lốt MMORPG. Nhưng rồi 10 năm sau chúng ta có gì? Vẫn là một đống tựa game kiếm hiệp rẻ tiền, pay to win, với core game y hệt nhau, được tạo ra một cách công nghiệp nhằm hút máu các fan kiếm hiệp ăn mày quá khứ một cách triệt để rồi đóng cửa game. À mà đây mình chỉ nói bên Việt Nam thôi, chứ bên Trung Quốc thì game kiếm hiệp còn thảm hơn nữa. Nói thẳng ra là không hề có những sản phẩm hẳn hoi để ra đời. Cho đến khi Nakara Blade Point ra mắt, tất nhiên chỉ là một tựa game Battle Royale, cơ mà sự chú ý và tạo nên thành công của nó lại chính là bối cảnh cũng như lối chơi đậm chất kiếm hiệp. Nói thẳng ra, trừ Naraka thì thể loại game kiếm hiệp vẫn chưa hề một sản phẩm game AAA nào hẳn hoi. Nghe đến đây thì có thể một số bạn thắc mắc rằng, ủa, không phải chúng ta đã có những tựa game như là Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 hay Wandering Sword hay sao? Đúng, hai tựa game là kiếm hiệp, nhưng một game thì vẫn dùng gameplay cũ rích từ nhiều năm về trước. Một tựa game thì là game indie, nên dĩ nhiên không thể nào tạo ra sự địa chấn cũng như chấn động cho làng game thế giới được. Cơ mà nói vậy, nhưng hai tựa game này ít nhiều cũng cho giúp các fan của dòng game kiếm hiệp nhai tạm được, bởi vì so với tựa game cùng thể loại với nó thì game vẫn hoàn toàn chơi được, cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Steam. Từ đó mà có thể thấy rằng, một tựa game nếu thực sự đi theo thiên đạo, gia nhập thế giới kiếm hiệp kỳ ảo, ắt sẽ tạo ra sóng gió trong giang hồ ngày nay. Không bỏ lỡ cơ hội đó, những nhà phát triển Trung Quốc đã bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc khai thác thế giới kiếm hiệp cực kỳ tiềm năng. Trước khi vào phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6 thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh DMEO. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Vào tháng 6 năm 2022, Lightspeed Game đã công bố một đoạn gameplay ngắn về tựa game chưa có tên chính thức, tạm gọi là dự án Tri Ân Tới Kim Dung. Và 2 tháng sau đó, vào ngày 24 tháng 8 tại sự kiện GameCon 2022, Everstone Studio đã cho ra mắt trailer cực kỳ ấn tượng cho tựa game AAA kiếm hiệp thế giới mở đầu tiên trên thế giới với tên gọi Where Winds Meet, hay được gọi sang Yến Vân Thập Lục Thành. Khi trò chơi được ra mắt đã nhận được sự quan tâm không hề nhỏ tới từ những game thủ trên thế giới, đặc biệt là những fan cuồng của thể loại kiếm hiệp cũng như văn hóa Trung Hoa. Cơ mà nói thế này có là nói quá không nhỉ? Tất nhiên là không nói quá rồi. Nếu bạn đã xem qua trailer, hẳn sẽ hiểu vì sao game được chú ý đến như vậy. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy được game đã sâu ra chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về đồ họa của game khá ổn áp. Tuy nhiên, các chi tiết môi trường có vẻ chưa được tốt cho lắm. Cơ mà game đang trong giai đoạn phát triển nên điều này có thể bỏ qua được. Kiểu gì khi game ra mắt cũng sẽ khắc phục được lỗi lặt vặt ở trailer, chứ không thì nhìn giả chân quá. Về phần gameplay, có vẻ game đã học hỏi khá từ cơ chế các tựa game khác nhau như Assassin's Creed hay Ghost of Tsushima với cơ chế parkour, stealth, cũng như chiến đấu đa dạng bao gồm các loại vũ khí như là cung tên chẳng hạn. Điều khác biệt của tựa game chính là thứ làm nên tên tuổi của thể loại kiếm hiệp, đó là những tuyệt kỹ võ công của các hiệp khách giang hồ. Đầu tiên là phải kể đến khả năng phóng ám khí, điểm huyệt đối thủ từ xa, cơ chế khá giống với việc xài tool ở trong Assassin's Creed. Tuy nhiên, thay vì một đống đồ chơi kiểu như Batman thì chúng ta sẽ vận khí cũng như điểm vào các huyệt đạo khác nhau trên cơ thể như là huyệt Bách Hội, Thái Dương, Dương Mạch, vân vân ở mây mây. Đây là những huyệt đạo trên cơ thể chúng ta theo y học phương Đông cũng như khá nổi tiếng với ai mê thể loại kiếm hiệp. Tuy nhiên, việc game có nhiều lựa chọn điểm huyệt thì khá chắc rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của chúng ta. Nếu ai là một người mê kiếm hiệp cũng sẽ dễ dàng nhận ra, điểm huyệt khác nhau sẽ tạo nên nhiều kết quả khác nhau. Người giữ điểm huyệt không phải ai cũng sẽ đứng im như tiểu long nữ, bởi vì ngoài điểm huyệt là bất động cơ bản, chúng ta có điểm tử huyệt, dính phải là chết, hay có những huyệt đạo sau khi bị yểm lâu quá thì hậu quả phải lâu dần mới phát tác. Nhưng điều này khả năng chính là việc chúng ta sẽ lựa chọn các huyệt đạo. Tiếp đến là việc các tuyệt tác võ công, Yến Vân Thập Lục Thanh không hề có liên quan gì tới vũ trụ Kim Dung cả. Tuy nhiên, những tuyệt học võ công trong trailer lại rất Kim Dung. Đầu tiên có thể đến tuyệt chiêu Sư Tử Hống của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hay Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong, Lăng Ba Vi Bộ của phái Tiêu Dao cũng như nổi tiếng nhất với Đoàn Dự Đại Lý, hay thậm chí là Đấu Chuyển Tinh Di của họ nhà Mộ Dung. Theo nhà phát triển, các tuyệt học võ công trong đây, ngoài những môn võ được học và tiếp thu bình thường thì sẽ có những tuyệt học muốn lĩnh hội phải có cơ duyên mới tiếp thu được. Nói đơn giản, nếu các bạn muốn học Túy Quyền thì nhân vật của các bạn sẽ phải say, muốn học Quỷ Hoa Bảo Điển thì nhân vật các bạn sẽ phải tự cung, tức là triệt sản đấy. Ngoài ra, với các môn võ công, đôi khi các bạn cũng cần luyện các loại khí công khác nhau trong người. Cơ mà luyện sai cách cũng sẽ dẫn đến kết quả là nhân vật của bạn bị tẩu hỏa nhập ma.
Tuy nhiên như đã nói trên, đôi khi tàu hỏa nhập ma lại dẫn chúng ta tới được cơ duyên giúp nhân vật của bạn lĩnh hội khá khá các tuyệt kỹ võ công. Ví dụ như trong trạng thái bất lợi khi bị lận công mà các nhà phát triển ở Seoul chúng ta trong trailer có quá tải khí. Vụ này nếu trong thế giới Kim Dung, chúng ta sẽ có dịch cân kinh hoặc lục mạch thần kiếm để áp chế nó. Khí trào ngược thích hợp với hấp tinh đại pháp hay hàn khí đấu với dương khí quá mạnh trong người cũng sẽ là một cách để học dịch cân kinh. Các trạng thái bất lợi mà chúng ta gặp trong game không chỉ dừng lại việc luyện khí, đôi khi chúng đến từ môi trường. Theo các nhà phát triển, thời tiết khắc nghiệt, độc, vấp cỏ, ngã hay thậm chí dịch bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật của chúng ta. Khá là khắc nghiệt với một hiệp khách giang hồ khi mà các bạn có thể chết bất kỳ lúc nào vì ỉa chảy, chứ không phải chết vì kẻ địch quá mạnh. Tuy nhiên, có độc, có dịch thì chắc chắn cũng sẽ có cách chữa phòng ngừa, cơ mà vấp cỏ rồi chết thì nó lại hơi khó quá thì phải. Cũng như theo nhà phát triển công bố, tựa game này cho phép bạn sẽ chọn bạn là ai ở trong thế giới này. Hiệp khách giang hồ, kẻ ngoài vòng pháp luật, một danh y hái thuốc, cứu chữa những người đời hay thậm chí mở một chuỗi các cửa hàng để làm thương nhân kiếm tiền trở thành đại gia trong giới võ lâm. Từ những điều trên, cùng với xu thế Souls-like bây giờ, chúng ta đã có thể lờ mờ đoán được tựa game sẽ đi theo phong cách đánh boss, kèm cốt truyện có yếu tố choice matter ở trong một thế giới mở. Tuy nhiên, cốt truyện của game vẫn là một dấu hỏi lớn cho chúng ta. Với một người mê kiếm hiệp thì cốt truyện là một cái gì đó quan trọng bên cạnh những trận đánh của những cao thủ võ lâm. Vậy thì cốt truyện của game có thể diễn ra như thế nào đây? Đầu trailer, chúng ta nhận ra được bài thơ nổi tiếng Ngu Mỹ Nhân của hậu chủ Nam Đường Lý Dục viết trước khi ông từ giã cõi đời. Xuân hoa thủ nguyệt hà thời liễu, vãn sự chi đa thiểu, tiểu lâu tạc dạ lưu động phong, cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung, điêu lan ngọc thế ưng do tại, chỉ thị chu nhan cải, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Nam Đường là một trong 10 nước thuộc thời ngũ đại thập quốc trong lịch sử Trung Quốc, được thành lập sau thời nhà Đường, tồn tại từ năm 937 đến năm 975. Nam Đường thay thế trước khi Ngô bị Lý Biện, hay còn có tên khác là Từ Chi Cáo, phế Ngô hoàng đế Dương Phổ. Kinh đô Nam Đường được đặt ở Kim Lăng, cũng gọi là Tây Đô, ngày nay là Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô. Lãnh thổ Nam Đường bao gồm khu vực lãnh thổ thuộc ngày nay là Phúc Kiến, Giang Tô và An Huy và toàn bộ các tỉnh Giang Tây. Việc Lý Dục cũng như bài thơ của ông xuất hiện ở đầu trailer hiện tại, nhà phát triển chưa đề cập đến điều này. Tuy nhiên, bọn mình có 3 suy đoán như sau. Việc Lý Dục xuất hiện nói lên cho việc chúng ta ở bối cảnh của tựa game khi diễn ra thời kỳ cuối của ngũ đại thập quốc, cũng như là hoàng đế nhà Tống lúc bấy giờ là Tống Thái Tông và hoàng đế đại cổ Việt là Đinh Tiên Hoàng hoặc Lê Hoàn. Thực ra cái này không liên quan đến game nhưng mình cho vào cho vui thì các bạn có thể dễ liên tưởng. Tiếp đến, có thể ở Nam Đường cũ sẽ là nơi mà nhân vật chúng ta sinh ra và bắt đầu hành trình, hoặc nơi đây sẽ là nơi diễn ra cốt truyện chính, diễn ra các phong trào phản Tống phục Đường. Hoặc đơn giản, Lý Dục là vị vua đáng tiếc nhất trong thời kỳ cuối của ngũ đại thập quốc, nên ông được nhà phát triển đưa ra để nói lên sự kết thúc của thời kỳ này. Tiếp đến, hãy cùng bàn về tên gọi của tựa game này. Tên tiếng Anh thì có vẻ không gợi lên nhiều ý nghĩa cho lắm. Với tên gốc của tựa game thì chúng ta có nhiều điều để nói. Yến Vân Thập Lục Thanh, tên gọi này với một người mê lịch sử sẽ nhận ra chúng khá giống với Yên Vân Thập Lục Châu. 16 châu Yên Vân được hậu tuấn cao thủ Thạch Kính Đường đã cắt cho nhà Liêu của người Khiết Đan để trả ơn về việc vua Liêu đã phá đại quân giúp ông ta lật đổ nhà Hậu Đường và giành được ngai vàng lập lên nhà Hậu Tấn. Sau thời kỳ ngũ đại thập quốc kết thúc thì vùng đất này là vùng chiến sự mà nhà Tống luôn muốn giành lại từ tay người Khiết Đan. Vậy thì Yến Vân Thập Lục Thanh và Yên Vân Thập Lục Châu có gì giống nhau chỉ 3 chữ đầu? Theo một người đã học tiếng Hán thì từ thanh ở đây có thể hiểu là âm thanh, cũng có thể hiểu là tiếng tăm, cũng có thể là lời tuyên bố. Nghe thì có vẻ lằng nhằng, nhưng khi kết hợp với tên tiếng Anh Where Green Smith thì mình nhận rằng đây chỉ đơn giản sẽ là một tên thứ gì đó không hề liên quan đến cốt truyện chính của game, mà hiện ra như một hình tượng ẩn dụ về hành trình của nhân vật chính, giống như cái cách mà bản nhạc Tiếu Ngọ Giang Hồ cất lên ở trong phim. Ngoài ra, cùng với sự xuất hiện của núi tuyết trong game thì chắc hẳn cái tên cũng chỉ ra cho chúng ta về độ rộng của bản đồ thế giới. Chắc chắn sẽ không thể nào là bản đồ cả Trung Quốc được, nên mình khá chắc là những vùng đất sau sẽ xuất hiện trong game. Nam Đường, phần trên của Tống, Bắc Hán và Yên Vân Thập Lục Châu. Trung quy lại sẽ là một phần hướng đông bắc của Trung Quốc hiện nay. Nếu như đúng những lời mình vừa nói thì game sẽ tồn tại một thế lực mà trailer đang giấu kín. Cụ thể, mình nghĩ đó có thể là Khiết Đan. Ai mà xem Thiên Đăng Bát Bộ thì chắc hẳn không xa lạ với Khiết Đan hay người Liêu nữa rồi. Còn lại, có quá ít chi tiết để đoán được cốt truyện game. Tuy nhiên, chúng nó làm đủ cho chúng ta có thể hài được rồi. Còn lại, chúng ta sẽ phải đợi khi game ra mắt mới biết được. Hy vọng sẽ thưởng thức một tựa game kiếm hiệp cực hay. Có thể bạn chưa biết rằng kịch bản này ban đầu được viết ở thời điểm mình đang khá hype với tựa game khi mà game được giới thiệu. Tuy nhiên, từ lúc đấy cho đến giờ, game gần như bật vô âm tín. Và điều này đặt ra cho bọn mình một câu hỏi lớn, liệu game có thực sự ra mắt? Một thời gian trước, nhà phát triển đã âm thầm đăng một đoạn gameplay khác. Tuy nhiên, gameplay này lại làm một số dự đoán đi chệch hướng, như là nhân vật có bộ kỹ năng chém đứt thư không chẳng hạn. Vậy như là theo hai trailer thì tựa game có vẻ đã xác định được một thế giới là cao võ, chứ cảnh giới không chỉ đơn thuần là gói gọn trong võ hiệp thuần túy. Tuy nhiên, đây sẽ không phải trọng điểm chính. Trọng điểm chính đó là chính mồm nhà phát hành đã công bố rằng tựa game này sẽ có cả trên điện thoại. Đây sẽ là một dấu hỏi chấm cực lớn đối với tựa game.
chưa nói đến việc liệu game có được ra mắt hay không. Việc tạo ra một tựa game thế giới mở rộng lớn với hàng đống content độc đáo để đưa cả lên điện thoại thì là một điều không tưởng cho lắm, ít nhất là với thời điểm hiện tại. Chính vì điều đấy đã càng dấy lên nghi vấn rằng liệu tựa game này có thật sự tồn tại hay không. Dĩ nhiên, sắp tới nhà phát hành sẽ chọn alpha test cho vài người chơi, và nếu như bạn đang tìm trên mạng cũng sẽ ra vài video gameplay cũng như đánh bot đến từ một số nguồn lạ hoắc với giao diện giống như đang mod từ các tựa game khác. Tuy nhiên, gameplay lại hoàn toàn chưa có những gì mà trailer game có cả. Nhiều tính năng, content được nhà phát hành mồi chúng ta từ xưa cũ. Nhưng sau 2 năm thì game vẫn nhấp nhả mớm chúng ta những miếng mồi trông khá là bình thường. Bài học từ cú lừa The Scam Before vẫn còn đó. Vậy thì game này có lừa hay không? Dĩ nhiên, bản thân mình thì mong là không. Mong rằng sắp tới khi Alpha Test được ra mắt, chúng ta sẽ thấy gì đó mới lạ cũng như gần với trailer xem ban đầu nhất. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Còn các bạn nghĩ sao về tựa game này? Các bạn có suy nghĩ thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh DLM ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.